Ô tô cũ Hùng Minh Linh xin kính chào quý anh chị và các bạn. Và để nối tiếp với chương trình sau một thời gian giãn cách của thành phố Hà Nội thì hôm nay mình lại tiếp tục lên sóng để gửi tới quý anh chị và các bạn về chiếc Vios E. À, xin lỗi các bạn, Vios Limo sản xuất năm 2009, tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Biển số rất đẹp các bạn nhé. 30E16318. Biển số rất đẹp các bạn nhé. Chỉ có nhất Lộc Phát thôi. Xe được trang bị phần ngoại thất nó là màu bạc các bạn ạ. Bản này nó là bản Limo đã lưng như bản E các bạn nhé. Xe đã được chủ nhân lên toàn bộ là lá răng đúc theo xe, cũng như là gương kính chỉnh điện, gương kính cụp xòe. Và để mời các bạn đi đến phần đầu tiên về phần ngoại thất, các bạn quan sát phần ngoại thất này. Sơn si sạch sẽ, thân vỏ mỏng tanh không mù bọt nhé các bạn nhé. Chiếc xe này máy gầm đại chất các bạn ạ, mình đã test thử rồi. Đây mình đang quay video tại nhà máy nước khu công nghiệp Bắc Thăng Long Đông Anh Hà Nội đây. Địa chỉ bãi xe bên mình là nhà máy nước khu công nghiệp Bắc Thăng Long Đông Anh Hà Nội, cách chân cầu Thăng Long 2 cây số, cách sân bay Nội Bài chục cây số các bạn nhé. Đấy các bạn quan sát này, và phần ngoại thất rất sạch sẽ. Đấy các bạn quan sát phần gầm này, lốp quần rất dày các bạn nhé, lốp quần khoảng 80%, lốp đắt tiền, lốp Michelin các bạn nhé. Đấy các bạn quan sát này, phần gầm xe này. Đấy, các bạn quan sát rồi, xe rất vuông vắn sạch sẽ. Đây nó là một cái dòng xe lồi đồng khối đá, không hay hỏng vặt các bạn nhé. Đây là một cái thương hiệu lớn, đó là thương hiệu toàn cầu Toyota Vios các bạn ạ. Một dàn nốt Michelin đây các bạn này, nốt còn rất đẹp. Đây các bạn này, gầm rất sạch sẽ các bạn nhé. Và xin giới thiệu với các bạn là chiếc xe này bên mình đang giao bán tại cửa hàng với giá là 168 triệu đồng cho bạn nào yêu thích cái dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, lồi đồng cuối đá, không hay hỏng vặt, mà nó là mẫu sedan hay đồng đầu rất rộng rãi các bạn nhé. Mua kết hợp đi gia đình cũng như là kinh doanh chở đồ, vì đây dòng xe có cốp các bạn ạ. 168 triệu cho bạn nào yêu thích dòng xe Toyota Nhật, liên hệ cho mình theo số điện thoại 0913660299. Và để mời các bạn quan sát vào phần keo chỉ keo cột. Đây các bạn này, táp ly rất sạch sẽ các bạn nhé. Các bạn quan sát phần keo chỉ này, xe được chủ nhân mua cái tấm thảm chống nắng các bạn ạ, bởi vì thời tiết nắng thì nó sẽ không bị ảnh hưởng cái phần nhựa. Đấy, các bạn này trần lỉ các bạn nhé. Nội thất rất sạch sẽ, rất đẹp. Vô lăng rất đẹp các bạn nhé. Vô lăng củ số này, giá chỉ có 168 triệu đồng là các bạn đã được sở hữu dòng sedan hai đầu sản xuất của theo công nghệ Nhật. Đây các bạn quan sát này, tem của nhà sản xuất này. Có quản đề còn chưa ra các bạn nhé. Đây các bạn quan sát phần cánh sau này. Đây các bạn quan sát này. Chiếc xe rất sạch đẹp các bạn nhé, mà giá này chỉ có 168 triệu thôi. Đây các bạn quan sát lại phần nội thất của xe này. Trần này, trần nỉ này. Đây, các bạn quan sát này phần đình đán này. Vâng. Đây các bạn quan sát phần đình đán kèo cột này. Mình chỉ thí điểm thôi. Cam kết với các bạn là 3 cột, cột A, cột B, cột C nguyên zin, đầu đít nguyên zin, cột kèo nguyên zin các bạn nhé. Máy gầm đại chất. Toyota Vios sản xuất 2009, giá 168 triệu.
mua về sẵn đi không phải làm gì quý vị các bạn ạ. Đây các bạn quan sát phần gầm xe này, không hề mục mọt các bạn nhé, gầm quá đẹp luôn. Đây là mời các bạn quan sát phần cốp sau của xe. Đây, các bạn quan sát này. Đây, các bạn quan sát từ bên hai bên hông, hai bên tai đèn này. Chả cần giới thiệu nhiều đâu, các bạn biết là Toyota Vios đó là một cái phiên bản nồi đồng cuối đá, được rất nhiều bạn trẻ cũng như là người dân mình yêu thích, vì đây nó dòng xe nó không hay bị hỏng vặt, phụ tùng lại cực kỳ dễ thay. Đây các bạn này, lốp sơ cua, kích lốp đầy đủ, không thiếu cái gì. Cốp rất rộng các bạn nhé. Bạn nào mua về vừa đi vừa kết hợp chạy dịch vụ, thêm thu nhập vẫn ok. Biển số thì tuyệt vời, biển VIP luôn các bạn nhé. 3618 Nhất Lộc Phát. Đây các bạn này, khóa khiển này. Khóa khiển, xe được trang bị đầu màn cam lùi khóa khiển các bạn nhé. Gương kính chỉnh điện toàn bộ, gương cụp xòe, tí nữa mình sẽ test thử cho các bạn kiểm tra hết từng phần một. Đấy các bạn quan sát lại, phần keo chỉ bên phụ chỉ có đôi ba chỗ phai mờ theo thời gian đấy các bạn nhé. Chỉ còn rất rít các bạn này. Đấy các bạn quan sát này, nó chỉ bụi bẩn theo thời gian này, không hề đâm va chạm trồ. Ba cột, cột A, cột B, cột C nguyên zin. Mình đã dùng từ cam kết rồi thì các bạn yên tâm, bên mình không bán đi dòng xe gãy kèo gãy cột các bạn nhé. Cam kết với các bạn, máy không bị thủy kích, xe không bị tai nạn. Xe này là mình mua được của một bác kia là công chức, bác kia bảo dưỡng, vừa bảo dưỡng định kỳ tổng thành xe xong. Bạn nào mua về sẵn đi thì không phải làm bất cứ cái gì cả. Riêng con này nội thất không phải chê vào đâu được các bạn ạ. Máy gầm cũng vậy, máy gầm đại chất luôn, mình test thử hết rồi. Giá cực kỳ yêu thương, 168 triệu. Nên mời các bạn quan sát phần thân vỏ thêm một lần nữa để mình đi vào phần nội thất cũng như là khoang máy. Bạn nào yêu thích mà không ở các nơi xa không đến được thì mình sẽ ship xe lên cho các bạn. Hai bên thỏa thuận giá cả mình sẽ ship xe lên cho các bạn. Bên mình cũng bán rất nhiều theo cái hình thức như vậy rồi, lên Hà Giang, Tuyên Quang cũng như là đi Sài Gòn. Thế các bạn quan sát này, đầu đít thân vỏ rất đẹp các bạn nhé. Đèn từ đèn trước đèn sau đèn rất đẹp, vẫn còn sáng các bạn này. Đây các bạn này, điều hòa lạnh buốt luôn, riêng xe ô tô Toyota điều hòa thì các bạn yên tâm. Các bạn quan sát được bu lăng rất đẹp này các bạn này. Đây các bạn này, gương này, gương cụp xe này. Đây các bạn này. Toàn bộ bốn cánh chỉnh điện hết các bạn nhé. Gương chỉnh điện này.
các bạn này. Cam lùi hoạt động rất ok các bạn nhé. Để các bạn quan sát này, từ chi tiết này. Các bạn quan sát này, mình bỏ cái này ra, các bạn quan sát cái tắp lô. Tắp lô rất đẹp các bạn nhé, rất sạch đẹp. Để mời các bạn đến phần cuối cùng của xe. Phần trái tim của chiếc xe các bạn quan sát thật kỹ, đó là khoang máy. Đây các bạn này, gương kính cụp xe kết hợp sinh nhan trên tay gương. Riêng con này máy lổ thì thầm luôn các bạn này, máy đang lổ rồi. Đây các bạn quan sát phần máy này. Đây các bạn này. Trước hết các bạn quan sát phần nắp capo của xe nhé. Capo là capo zin các bạn này. Đây, máy đang lổ các bạn nhé. Đây các bạn này, các bạn quan sát phần tai. Các bạn quan sát từ hai bên ụ giảm xóc cũng như bát bèo giảm xóc là xe còn nguyên bản các bạn nhé. Và để kết thúc chương trình giới thiệu với quý vị và các bạn về chiếc Vios sản xuất Lama 2009 tư nhân chính chủ ở biển Hà Nội với giá 168 triệu. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rất mong các bạn xem video thấy hay, like và chia sẻ cho kênh ô tô cũ Hùng Mê Linh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.